của nhà gây sao nha. Thì mấy hôm nay thì mình được nghỉ ở nhà tránh dịch, mình cũng có dịp ở nhà nhiều hơn và lăn xả vào bếp nhiều hơn, cũng như là có thời gian để có thể lau dọn nhà cửa của mình, đặc biệt là cái căn bếp. Và trong cái lúc rảnh rỗi sinh nông nổi ấy á, thì mình thấy là cái bếp của mình là nó hơi bị lộn xộn quá đi, và mình nghĩ là cần phải có một cái gì đó để những cái hũ gia vị nè, chai nước mắm, nước tương này nọ. Và đó là cái lý do hôm nay mình làm cái clip để review về cái kệ 2 tầng mình mới mua cho các bạn xem đó. Hôm nay mình sẽ mở hộp và ráp lên cho mọi người xem thử, xem để tham khảo thêm, có thể mua cho gia đình của mình sử dụng nha. Và cái loại này là dạng 2 tầng, nó có thể trượt ra trượt vào, rất là tiện để lấy đồ. Mà cái kệ này thì bạn có thể để đồ gia vị nè, hoặc là để các đồ dùng trong nhà tắm thì đều được luôn, rất là tiết kiệm diện tích đó. Này là mình đặt ở trên Shopee, và mình có để link của cái shop mà mình đã mua ở dưới phần mô tả cho các bạn xem. Thì thật ra là mình đặt thì trên shop để không có để màu gì hết, thì mình cứ nghĩ là cái màu trắng giống như trên hình, nhưng mà thực tế là khi gửi về thì gửi cho mình màu xám. Nhưng mà mình thì mình khi mở hộp ra mình cảm thấy cũng không có hài lòng, nhưng mà chồng mình nói màu xám thì nó cũng nhìn nó đỡ dơ, nhìn nó cũng hợp với cái căn bếp của mình, tại vì cái bếp mình có trải một cái miếng simili là màu cũng là màu xám đó, thì nên là thấy cũng hợp, nên là thôi ok có thể sử dụng được. Với lại thấy gáp lên mình thấy hàng cũng rất là chắc chắn, không có bị lỗi này nọ, chỉ có không đúng màu thôi, mà chồng mình thì lại thích màu này nữa, thì thôi ok mình cũng chấp nhận, mình không có đổi trả lại gì hết. Thì mình cũng đánh giá cho shop 4 sao, là khuyên shop là lưu ý là nên xem lại. Và khi mà các bạn có mua thì các bạn cũng nên chat với riêng với shop, là lưu ý với shop nếu mà shop không có để màu để cho mình lựa, thì các bạn nên chat để lưu ý với shop là bạn muốn lấy màu nào để shop gửi cho đúng màu ha, để tránh trường hợp bị giống như mình. Tuy nhiên là mình thì mình thấy màu cũng ok, chồng mình thích nên là mình cũng không có sao hết. Còn các bạn mua thì nên lưu ý phần này ha. Giờ mình sẽ đi vô ráp cái kệ ha mọi người. Cái kệ thì nó là có rãnh trượt hai bên, thì nên bạn chú ý là hai cái cánh hai bên đó, thì mình xoay cái rãnh trượt đó ra, rồi mình thả gáp vô. Thì nó có những cái khớp là những cái lỗ dài dài đó, thì mình gáp vô cho đúng. Rồi ở đây nó sẽ có một cái khe đó, các bạn ấn vào cái khe đó rồi đè xuống hoặc là mạnh. Thì khi ráp cái này mình cũng khá là đau tay, tại vì cái này là nhựa mà nó cũng cứng nữa, thì các bạn cũng chịu khó một xíu nha, tại vì nó cứng như thế thì khi ráp ra cái tủ của mình thì nó cũng cứng cáp nữa. Rồi còn bốn cái ống này thì mình sẽ ráp lại thành cái khung của cái kệ. Thì cái chỗ cái kệ bạn lưu ý là bạn muốn đẩy vô từ bên nào, thì cái bên phía đối diện bạn thấy mình đang chỉ không, nó cái kệ nó có một cái góc đó chắn ngang cái chỗ đó, là khi mình đẩy vô mé bên từ mé bên tay phải nè, mình đẩy qua bên tay trái đó thì nó sẽ bị cái góc đó chắn lại, nó không có bị văng ra, thì mình sẽ để cùng một bên đó. Cái chỗ này bạn lưu ý khi ráp ha. Rồi bây giờ mình đẩy cái kệ vô trong cái sườn nè đó. Rồi mình đẩy thử là nó không có bị văng ra nha. Rồi các bạn nhìn lại một lần nữa cái kệ này nha, nó là dạng 2 tầng, kiểu trượt rất là phù hợp để đựng các cái đồ vật ở trong cái không gian nhỏ hẹp cần tiết kiệm diện tích, như là bếp hay là nhà tắm nè. Rồi cái chất liệu của nó là bằng nhựa cứng nên rất chắc chắn, do đó là mọi người hãy yên tâm mà để các đồ nặng giống như là chai nước mắm, chai dầu ăn hay là chai sữa tắm, chai dầu gội mà từ 1 lít trở lên luôn đó nha.
Cái em này á có hai loại khác nhau về chiều rộng. Như mà cái mình đang review cho mọi người xem á là cái loại nhỏ có chiều rộng là 18 cm, tức là khoảng một gang tay của mình. Rồi cái chiều dài của nó là 36 cm, tức là khoảng hai gang tay của mình. Còn cái loại lớn á thì cái chiều rộng của nó là 27 cm. Rồi cái chiều dài và chiều cao của loại lớn á thì cũng tương đương với cái loại nhỏ này luôn. Nên là mọi người lưu ý, trước khi mua thì mình nên xem lại cái vị trí mà mình dự kiến để cái kệ này là ở đâu, rồi mình xem kích thước để mình mua cho nó phù hợp nha. Bây giờ mình sẽ để các cái gia vị, các cái đồ mà mình cần để lên kệ nha. Thì mình để ở nhà bếp nên mình sẽ có một cái số cái gia vị ở nhà bếp thông dụng thôi. Và một cái lưu ý nhỏ cho mọi người ở đây là khi mọi người để đồ vào trong kệ thì mọi người nên để gọi là đầy đầy luôn, đừng trống chỗ nào hết, tốt nhất là đừng trống chỗ nào. Thì như vậy nó sẽ hạn chế cái việc mà khi mà mình kéo á, nó các cái đồ vật nó bị xê dịch, và nếu mà trống nhiều quá nó có thể là mà mình kéo mạnh nữa thì nó có thể làm ngã các cái đồ của mình đó nha. Nên là mình phải để bờ đủ luôn, không còn một chỗ trống nào luôn nha. Xong, tóm lại thì mình có hai lưu ý cho mọi người khi mua cái kệ này là: thứ nhất, kệ này nó sẽ có hai loại, một loại lớn và một loại nhỏ. Loại lớn có chiều rộng của cái kệ là 27 cm, loại nhỏ là cái mình đang review cho mọi người là 18 cm. Nên trước khi mua thì bạn nên xem lại cái vị trí mình sắp để á, kích thước nó, chiều rộng của nó là bao nhiêu. Tại vì cái chiều cao với chiều dài của kệ, hai loại kệ lớn nhỏ thì nó như nhau nha. Rồi cái thứ hai là cái kệ này nó sẽ có hai màu, nên nếu mà shop không để màu gì thì bạn nên nhắn tin cho shop biết là bạn muốn lấy màu gì để cho shop giao cho đúng màu nha. Rồi, nếu thấy hay thì nhớ bấm subscribe để ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.